Xin chào quý các bạn. Jeep Wrangler là một mẫu xe biểu tượng. Và nếu như mà để nói tới off-road, nói tới cái chất của những người Mỹ, nói tới những người mà yêu cái cuộc sống nó tự do, thì Jeep là một sản phẩm mà họ luôn luôn yêu thích. Bởi vì nó có thể tùy biến cá nhân hóa một cách cực kỳ là nhiều chi tiết. Ngay cả đến một cái phần cửa xe thì Jeep cũng có thể tháo rời và thay vào đó là những cái phần cửa như thế này. Hoặc là sử dụng ngay cả những cái cửa lưới. Phần mui xe cũng có thể được tháo rời, phần kính phía trước cũng có thể được tháo rời. Và Jeep thì chúng ta có thể lựa chọn được rất nhiều những cái màu sắc và cái phần tem cũng như là cái phần trang trí khác nhau. Bạn có thể tùy biến cực kỳ nhiều theo cái sở thích cá nhân của mình. Đây, các bạn thử hình dung một mẫu xe mà có thể tháo được toàn bộ phần mui, thay bằng mui bạt hoặc để trần những cái cánh cửa như thế này. Thì ngồi bên trong đây, cái cảm giác và cảm xúc của chúng ta khi đi ra những cái cung đường vào rừng xuống biển thì nó như thế nào. Tiếp theo, ở bên trên đây chúng ta có hai phiên bản khác nữa là Jeep Wrangler 4 cửa. Đối với Jeep thì có lẽ chúng ta sẽ để ý tới nhiều về cái phần đi off-road. Nó có thể được trang bị những cái gói, những cái cấu hình chuyển động khác nhau. Ví dụ như là thường chúng ta sẽ thấy là chuyển động 4 bánh toàn thời gian. Với Jeep thì có thể trang bị được khóa vi sai cầu trước, khóa vi sai cầu sau hoặc là có thể khóa vi sai trung tâm. Cùng với đó là cái phần tray 3 điện, một cái thanh cân bằng điện ở phía trước hoặc là thanh cân bằng cơ ở phía đây. Với chiếc xe này thì sử dụng bằng cơ ở đây, nhưng với chiếc xe ở bên cạnh tôi thì lại được trang bị là sway bar điện đó. Xe thì chỉ được trang bị cái khối động cơ 2.0 lít thôi. Cái phần thông số của nó thì các bạn có thể theo dõi ở ngay cái bảng như thế này. Ví dụ như đây, 270 mã lực tại 5.250 vòng trên phút, mô men xoắn cực đại là đạt 400 Nm tại 3.000 vòng trên phút, đi cùng hệ số tự động 8 cấp. Và mẫu xe này đương nhiên là được trang bị hệ dẫn động hai cầu RockShox. Đây là một cái hệ dẫn động mà nó thiên về cái trải nghiệm cho những người đi off-road hơn. Và để nói về những cái thiết kế, những cái DNA thiết kế của Jeep ấy, thì nó từ bao nhiêu đời nay nó vẫn thế rồi. Ở cái phần phía trước đây là cái cụm lưới tản nhiệt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trước đây thì Jeep có sử dụng cái phần lưới tiệt là dạng 5 lan, nhưng bây giờ là 7. Và những cái chi tiết ví dụ như là đèn tròn cổ điển này, nhưng ở bên trong đây vẫn chứa những cái công nghệ đèn hiện đại, ví dụ như kiểu bi cầu, bi led này đó. Đèn xi nhan nằm ở trên cái vòm chắn bùn của bánh trước như thế này. Và những cái chi tiết ví dụ như là mở nắp capo thì các bạn thấy là rất đặc biệt. Chúng ta sẽ không cần phải vào trong xe giật mà có thể mở ngay ở đây. Những cái chi tiết thiết kế như thế này nó mang lại cái giá trị gì khi mà chúng ta đang đi off-road trong rừng, đi bùn lầy mà các bạn sử dụng những cái cơ cấu điện chẳng hạn đi, thì chúng ta sẽ rất khó lòng mà có thể tháo mở để sửa chữa dễ dàng, nhanh chóng được. Nhưng khi chúng ta có được cái cơ cấu mở bên ngoài đơn giản như thế này ấy, thì rõ ràng là khi mà chúng ta cần gặp sự cố, chúng ta có thể mở được ngay lập tức để sửa chữa. Đây, toàn bộ là sử dụng cái cơ cấu cơ rất là nhiều. Đó, khối động cơ 2.0 lít của Jeep. Và các bạn nhìn này, những cái ống turbo các thứ rất là to. Thường thì mình thấy rằng là với những cái mẫu xe đến từ châu Âu ấy, thì cái khoang máy của họ làm nó có cái phần tinh gọn và ngăn nắp hơn. Người Mỹ thì nó có gì đó nó hơi phóng khoáng một chút, nên là các cái động cơ họ làm khởi kích thước lớn này, các cái vị trí máy móc rồi sắp xếp các thứ, nó cũng sẽ có cái xu hướng nó gọi là gì, phóng khoáng và tự tại hơn một chút xíu. Đó, thật sự là với Jeep thì mình rất ấn tượng với những cái chi tiết được trang bị ở bên phần ngoài ngoại thất. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cái phần đây, phần ngang xe. Ngang xe thì chúng ta có một cái bộ la răng, bộ mâm của Fuel đi cùng với lốp Toyo AT Open Country đây. Nói chung là những cái bộ mâm của Fuel mà lắp lên những cái mẫu xe của Jeep đi cùng với những cái bộ lốp AT hầm hố như thế này thì nó làm cái sự kết hợp khó mà có thể chê được. Quá là đẹp và quá hấp dẫn. Chiếc xe này thì có trang bị là bệ bước, là bệ bước điện. Đương nhiên rồi, một mẫu xe có cái khoảng sáng gầm lớn, một cái kiểu thiết kế cao để có khả năng vượt địa hình như Jeep, thì chúng ta rất cần tới những cái bộ bệ bước như thế này. Thường thì nhiều người lựa chọn rằng sẽ dùng cái bộ bệ bước cơ. Bệ bước cơ thì nó sẽ đảm bảo được cho chúng ta cái tính ổn định
không phải thò ra thụt vào, không bị chịu ảnh hưởng bởi bùn đất cát các thứ đó. Nhưng mà bệ bước điện thì rõ ràng là nó có sự thuận tiện hơn, cái gì nó cũng có cái hai mặt của nó, phải không ạ? Màu sơn xanh này thì quá đẹp, mình rất thích. Đây 1941, và đây các bạn nhìn nhìn này, những cái bản lề thiết kế ở bên ngoài như thế này giúp cho chiếc xe này có thể tháo ra, tháo cánh cửa ra một cách cực kỳ dễ dàng và thuận tiện đó. Bây giờ mình sẽ tiến ra cái phần đuôi xe ở phía sau để xem. Thực ra thì bao nhiêu lâu nay rồi, Jeep vẫn giữ một cái lối thiết kế, một cái DNA thiết kế rất là truyền thống. Họ không có cái sự thay đổi về những cái đường nét góc cạnh nhiều đâu, mà họ chỉ thay đổi về những cái trang bị thôi, hiện đại hơn. Ví dụ như là cái phần đèn hậu phía sau là đèn hậu LED dạng gọi là hình chiếc nơ. Mình gọi là hình chiếc nơ đi, bởi vì nhìn sự pha trộn giữa âm dương không, thì thiết kế nam tính vương vức nó sẽ đi cùng với cả những cái thiết kế nó hơi mềm mại một chút như thế này, thì nó sẽ giúp cân bằng cái tổng thể chiếc xe hơn. Đây, cái kiểu treo lốp rất là truyền thống nhá, bộ mâm phiu. Mình thì mình chưa biết chính xác là cái phần bảo vệ của cái bộ mâm này nó được tốt đến mức như thế nào, nhưng nếu như các bạn đỗ xe ở những cái vị trí không đủ đảm bảo an ninh thì mình nghĩ là bất kỳ ai nhìn thấy bộ mâm này, nhìn thấy bộ lốp này cũng rất muốn có được nó. Chỉ bày trong nhà tôi cũng đã đẳng cấp rồi, đúng không ạ? Rất là đẹp. Và cái phần camera lùi đặt ở đây, có một số những mẫu xe địa hình sử dụng cái phần lốp lắp ở phía sau như thế này, nhưng cái camera này lại nằm ở phía dưới của xe. Như thế là khi chúng ta lùi, chúng ta lại phải chú ý là phải chừa ra một cái khoảng để dành cho phần lốp này. Không, khi chúng ta lùi không để ý nhá, cái phần này chúng ta lùi, camera nằm ở dưới, không có độ vướng, đúng không? Lùi một cái vào những cái vật cản ở phía sau thì đương nhiên là sẽ hỏng những cái bộ mâm, những cái bộ lốp đẹp như thế này. Và Jeep thì đây, các bạn hình dung, chúng ta có thể mở như thế này đó, mở cánh ngang. Khi mà đi rừng núi, đi biển, các bạn hoàn toàn có thể mở ra để ngồi tận hưởng cái không gian đó, cái không gian mà rất nhiều người khác chưa chắc đã được hưởng. Thì Jeep sẵn sàng đưa chúng ta đến được những cái nơi, đến được những cái vùng đất mà có lẽ là rất rất nhiều người mơ ước tới được. Có những cái địa hình mà chúng ta đi vào rất là khó, chúng ta buộc phải dùng những cái mẫu xe địa hình như Jeep để đi. Với Jeep ấy, thì cái bộ sway điện ở phía trước ấy, nó có thể tách ra và để cho chúng ta cái khoảng kiểm soát giữa hai hệ thống treo hai bên này, bên dài bên thấp. Cái này là nó không bị giằng với nhau, nhưng mà khi sway điện đóng thì hai cái này nó bị giằng, hệ thống treo nó bị giằng, nó sẽ lên xuống như thế này. Còn sway điện mở thì nó sẽ như thế này được. Đó là cái lợi thế của Jeep. Đây, toàn bộ cái phần khung ở bên trong xe được thiết kế như thế này để mục đích là chúng ta có thể tháo rời phần nóc, phần kính này ra để có một cái không gian, một cái bầu trời ở xung quanh không bị vấn vướng, không bị vướng bất kỳ một cái gì. Hoặc là các bạn có thể dùng những cái tấm bạt đi theo xe để phủ lên bên trên. Các bạn có thể tháo được cái phần nóc xe của Jeep ra nhá. Đây, với những cái chi tiết rất là thuận tiện như thế này. Đây, các bạn thử hình dung khi mà chúng ta có thể tháo được cái phần nóc xe, mui xe như này ra, là chúng ta sẽ có được một nguyên một cái bầu trời ở bên trên, đúng không ạ? Rất là phóng khoáng. Đó, rất là hay. Và đối với một chiếc xe như Jeep ấy, thì cái sự tùy biến như mình nói ban đầu ấy, nó rất là cao. Thế cho nên là cái phần khoang nội thất ở bên trong thì nó lại đi theo cái thiên hướng tối giản. Tất cả một cái là nó phục vụ cho cái việc mà đi địa hình và đi bùn đất nhiều. Thế cho nên là tất cả những cái vật liệu ở trong xe nó giúp phải đạt được cái độ bền bỉ, cái tính bền bỉ cao này. Và tất cả những chi tiết này nó phải rất là dễ sử dụng. Phím bấm thì phải thiết kế to, các cái vị trí bấm các thứ này. Đây, ngay đến cái phần điều chỉnh cái phần cửa kính hai bên thì cũng được đưa vào cái phần giữa này, để cái cánh cửa khi chúng ta cần chúng ta tháo ra nó không ảnh hưởng gì cả. Đó. Và đây thì Jeep thì sẽ sử dụng một cái gọi là gài cầu, nhưng mà gài cầu cơ, gọi là hộp số phụ ấy, để cho các bạn có khả năng đi off-road tốt hơn. Thường thì những cái mẫu xe mà mình review, mình chia sẻ thì mình sẽ nói nhiều về cái công nghệ hỗ trợ lái an toàn các thứ, thì với Jeep cái đó nó có phần nào đó bị hạn chế đi, để nó tập trung nhiều hơn vào cái việc cảm xúc và cái trải nghiệm của người lái khi mà đi tham dự vào những cái hành trình dài, những cái buổi cam. Rồi, xe này có ga tự động cruise control, cũng có adaptive bám theo xe phía trước. Vô lăng thì cũng là thiết kế khá đơn giản thôi.
Và phía sau lăng thì vẫn giữ cái kiểu thiết kế đồng hồ truyền thống là đồng hồ cơ kết hợp với một màn hình ở giữa. Và chiếc này thì cũng có một cái màn hình cỡ khoảng 7 inch ở đây để trải nghiệm những cái tính năng về giải trí các thứ. Đây, hỗ trợ. Đây là cái hỗ trợ đi cái đường điều kiện đường gập ghềnh này. Và khi chúng ta bấm vào đây thì các bạn hoàn toàn có thể set một cái giải tốc độ, ví dụ như khoảng 30-35 km/h. Sau đó xe tự ga, tự bò và chúng ta chỉ việc tập trung vào cái việc cầm lái và điều khiển thôi. Đây, screen up. Đó, chiếc bên trái mình là chiếc cũng là một chiếc Jeep Wrangler Rubicon, nhưng mà nó được trang bị thêm cái khóa V-side cầu trước, khóa V-side cầu sau và xuôi ba điện ở đây. Này, phanh tay này. Đó. Địa hình là cầm. Vâng, chiếc này thì nó thiên về địa hình thôi ạ. Vâng. Thật ra Jeep nó sẽ là một cái sản phẩm thuộc vào cái kiểu là cho những khách hàng muốn có những cái trải nghiệm rất là riêng. Và nó là chiếc xe thứ 3, thứ 4 trong nhà rồi, chứ không phải là chiếc xe mình đi hàng ngày. Đây là một chiếc xe để chơi, để giúp thỏa mãn được những cái đam mê, những cái sở thích cá nhân của mình cùng với cả gia đình. Quý vị các bạn đánh giá như thế nào về Jeep Rubicon? Các bạn hãy để lại xuống ngay phía dưới phần comment để chúng ta cùng nhau chia sẻ, trao đổi và thảo luận nhé. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn ở trong những chương trình tiếp theo.